chạy qua nổ bô quên bà nó luôn, đang nói gì. Trở lại với vlog của Last nha. Cái này là đang là 26 Tết nè anh em. Anh em mà đang xem cái vlog này hiện tại đang là 26 Tết. Ra con xe của mình nó chỉ có thay đổi về ngoại hình là nhiều thôi anh em, chứ nó cũng không có tác động gì về cục máy hay là độ điếc gì nhiều đâu. Mình chỉ đang cố gắng mình phục hồi lại nguyên trạng cũng như là khắc phục vào những cái lỗi lăn tăng mà trong cái suốt thời gian 4 tháng mình không bảo dưỡng nó, thì điểm đó là mình chỉ có đi độ nhớt thôi đó. Thì mình mới phát hiện ra được một vài thứ rất là hay ho. Còn để mà trả lời câu hỏi cho anh em mà tại sao mà lâu ra vlog đến như vậy, thì đó thì sự đối với em, với anh em đó thì đó là vì miếng cơm manh áo thôi. Cái mùa dịch đó là phải bị trì hoãn cho đến 6 tháng là mình không có làm, rồi mình không có lương, không có tiền, rồi không độ được xe, rồi không có làm được bất cứ gì hết. Thời điểm đó là Covid ập vô một cái, mình nói thật là xe không nhập về được và mình cũng không có tiền để mình độ xe. Thời điểm đó mình không biết làm cho anh em coi hết đó. Mình là một vlogger mà mình có thể gọi là motovlog đi, nhưng mà mình thích cái kiểu gọi là chia sẻ kinh nghiệm về chạy xe, truyền đạt cho anh em những cái gì đó hay mới, chứ mình không có thích lặp lại một cái vấn đề đó gì nó lại nhiều, hay là mình làm một cái gì đó nó câu view, mình không có thích chuyện đó. Mình thì thích chia sẻ kinh nghiệm cũng như là nói chuyện với kinh nghiệm với anh em nhiều hơn, và đặc biệt là những anh em nào mà mê mấy cái dòng xe classic hay là mê cà phê giống như Last này này. Tại vì nếu như mà mê những dòng xe underbone này nọ thì thực sự có nhiều người chơi dòng xe đó rồi, nhưng mà riêng về những người mà chơi những dòng xe classic như là những con Brixton hay con Legend này nọ, những cái dòng classic á, còn đông đúc ghê luôn. Nhưng mà cũng đúng thôi, hiện tại thì dịch đang ở khắp mấy cái vùng lân cận ven rồi. Tết năm nay là nhiều người không có về nhà lắm, thì mình nghĩ năm nay ở Sài Gòn sẽ khá là đông rồi. Có nãy nói gì vậy ta? À, hành trình về cái con xe của Last thì hiện tại bây giờ nó đã tạm ổn rồi. Thì sơ lược là Last đã làm lại cái yên cho Last, đúng hơn là mua một cái yên khác đắp lên chứ không phải là làm lại yên nữa. Thì cái yên Last làm mua lại cái giá tầm đâu đó là mua mới nha, là tầm 1,5 triệu. Cái yên này yên cà phê solo, giả solo. Ngồi thì mình ngồi với cái dáng cà phê rất là hợp nè, êm nữa. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà chở người phía sau thì sẽ hơi cao đó nha. Đi người sau để mỗi chân là thay vì những cái yên cũ quá nó rất là ngắn, người ta để cái chân người ta coi được, còn này hơi duỗi phải ra xíu cho nên nó trụ lại hơi mỏi xíu. Còn con xe của mình bây giờ là hạ được ghi đông lại rồi, dán lại bình xăng có phục hồi lại nhẹ nhẹ, tự mình làm, mình không có ra ngoài mình làm như mất công hết đó. Mình giờ mình hiểu cơ chế là tự mày mò khám phá được, làm lại được cái bình xăng rồi. Sơ nó vẫn còn hơi mớt nhưng mà nhẹ được, mình dán cái mình che lại được. Thì chắc chắn là anh em sẽ thắc mắc là thí dụ mà mình dán như vậy là đi có bị bắt hay gì không. Mình không nói tiếp, đó là nhân phẩm tập 2. Nếu trong trường hợp mà Last có bị bắt á, thì Last phải chấp nhận thôi, tại vì cái này là mình sai trước rồi, mình thay đổi màu sơn mà. Nhưng mà nếu mà mấy ảnh bắt mình lại thì có thể mình một là mình che lầy rồi mình gỡ miếng dán tại chỗ, tại vì mình dán đâu đó tầm có 200.000 mình chứ không có mắc. Dán nó tầm có 200.000 mà anh em có thể lột ra tại chỗ mà anh em đóng phạt được. Mình sao cũng được, mình có chơi mình có chịu mà, đúng không anh em? Thì mới nãy á là trong cái lúc mà Last đi mua mấy cái phụ kiện của con GoPro á, thì Last vừa có thấy một cái chai gọi là vệ sinh nguồn đốt. vệ sinh bình xăng con, đã đổ trực tiếp vô xăng luôn á anh em, của Liqui Moly á. Thì cái bình đó là mình thấy nhiều người review rất là nhiều, thì mình có đang vừa đổ nó rồi. Nó vệ sinh, nếu mà nó vệ sinh được thì càng tốt, khỏe. Không biết là anh em nào ở đây có xài cái bình đó chưa, anh em thấy nó lợi hay hại gì không? Trước mắt là lát vô đổ vô thấy nó ok, tạm thời nó ok, nó nhẹ nhẹ được cái cục máy mình xíu, cảm giác như nó vệ sinh được ở bên trong á. Thứ nhất là trong cái phần lọc xăng của cái bơm xăng á thì nó có những cái màu sắc, anh em cũng nên biết á, là cái xăng ở Việt Nam nó rất là dơ và cặn rất là nhiều, cho nên cái việc mà phải thường xuyên vệ sinh bơm xăng với lại vệ sinh kim phun nó quá đương nhiên rồi. 3 tháng mà không vệ sinh là dở ra kim xăng nó đen thui luôn, đừng nói chi rồi tới cái bơm xăng. Cái bơm xăng chắc chắn là giặt hè luôn, nó đóng chặn mà. Xăng Việt Nam mà xăng có thể gọi là dơ nhất, mà nói thiệt, xăng Việt Nam nó hơi dơ. Anh em sẽ thắc mắc là nếu như mà chợ thấy này có mỏi không, mình nói kính thưa có thể loại là nếu mà anh em chạy quen thì anh em sẽ bị gì, nhưng mà khi mà anh em hạ xuống vậy rồi thì anh em chạy solo, chứ mà anh em mà chở thêm vợ con cũng như là chở thêm một người nào đó thì anh em sẽ thấy cái cặp nó cực nó sàm cỡ nào, chở là muốn chảy dài luôn. Mặc dù vợ mình rất là nhẹ nha, mặc dù vợ mình rất là nhẹ, nhưng mà khi mà vợ mình chở vợ mình đó đi là mình vợ bao nhiêu trọng lượng của vợ mà nó là sẽ nghiêng theo cái thế tay của mình luôn, cho nên thời điểm đó là mình sẽ chịu lực hoàn toàn rất là nặng. Anh em cũng nên cân nhắc nha, nhưng mà một khi anh em đã mê cái ghé của cái con chạy như vậy rồi thì mình nghĩ là nó cũng không thành vấn đề đâu, sau này anh em chạy sẽ quen được cái thế thôi. Tại vì nếu mà chạy cà phê không phải là anh em cứ chống tay anh em kỳ vậy đâu, kỳ như vậy là sai nha anh em. Bao nhiêu lực khi mà anh em chạy là nó sẽ vọng lên trên cổ tay của anh em, rồi vọng lên trên cái vai của anh em, lúc đó anh em rất là đau vai nha, anh em nên nhớ. Hai một tát nghe nó lực dã man luôn. Những xe chạy qua nổ bồ quên bà nó luôn, đang nói gì. À chưa kể nữa là mình thay cái nồi nữa, nãy giờ quên nói với anh em, cái nồi nó cũng rất là quan trọng. Cái nồi cũng rất là quan trọng nha anh em. Bây giờ mình mới biết được thêm một thứ, mà có những thứ mà không phải là do cách mà anh em chạy là bị hao hao mòn bố nồi á, mình bị chai bố nồi nó cũng bị một phần nữa, đó chính là vì cái tay côn này nè. Thứ nhất là do cái phần cốt này á, nó bị mòn, trong quá trình anh em bóp vậy nè thì cái côn của anh em nó bị rơi vô nè, giống như anh em thấy là hiện tại thì mình để nhẹ nó không có bị rơi, còn cái kim bữa là nó rơi vậy nè đó. Khi mà nó rơi vậy đồng nghĩa nó nghĩa là anh em cắt côn cũng hết thì nó sẽ bị âm côn, mà âm côn vậy thì những cái lá bố nó ma sát với nhau thì nó nhanh bị chai thôi. Dạ nhỏ quá. Thì hiện tại thì toàn bộ tất cả mọi thứ mình làm ở đây nó đã về lại đúng như cái bản chất mà ban đầu mà mình mua con xe này rồi, là từ cái góc lái cũng như là cái độ nặng của cái cổ lái á, nó theo đúng ý của lái rồi, nhẹ nhiều rồi, nhưng mà nó cũng sẽ là có đủ cái độ cứng chứ không có bị rung lắc như là cái đợt đầu mà mình bị ngã xe nữa. Tại đây cảm giác mà chạy lên 90% nó rất là tự tin. Một phần rung lắc mà nhớ cái clip mà mình biết test cho anh em mà lắc á, đó chính là vì cái sườn á rất là nguy hiểm. Bây giờ mới hiểu vấn đề là nhiều khi mình bị méo sườn thôi mà nó còn bị ảnh hưởng nguyên cả việc rung lắc xe vậy khi mà lên tốc độ cao. Anh em nhớ nha, nếu như mà anh em check trong những cái cốt á, cái cản ba á, nếu mà cái cản ba không méo buộc mà không có vấn đề thì chắc chắn nó nằm ở cái sườn của anh em, cái khung sườn á. Tại vì tùy theo những cái thế té và cũng như là nói chung một cuộc đời, cho dù ngay cả những cái dòng xe lớn, phân khối lớn á, sườn này nọ là gia công rồi cũng như chất liệu của nó là hợp kim này nọ, nhưng mà nó cong là nó bị cong rồi đó, nó bị uốn sườn là bị uốn à. Đó. Cái chỗ của ông tại sò này là chuyên gọi là bẻ cho bẻ sườn, nắng sườn, dỗ sườn luôn. Nó là một hết á, chuyên gọi là dỗ sườn lại cho thẳng lại. Mà họ hay lắm nha, họ không có máy móc gì hết á, họ chỉ cần ngồi lên họ chạy á là họ biết cái khung sườn này hiện tại đang bị lệch bao nhiêu ly luôn, dỗ biết bao nhiêu là năm luôn à. Ghê không anh em? Hiện tại thì mình làm xong rồi mình cảm thấy rất là ok, mình chạy là tự tin hẳn luôn. Khi mà thay rồi xong rồi thì mình thấy mặc dù cái lớp mình mòn thì nhưng mà nó chạy nó vẫn ok, vẫn bám đường. Dạ, nó tết rồi anh em. Chạy ghê vậy. Ok, lát nghĩ là clip hôm nay, vlog ngày hôm nay là mình sẽ tạm thời mình dừng ở đây, để có một buổi nào đó thì lát sẽ review cũng như là sẽ làm một cái clip gọi là vệ sinh xe, rửa xe nhân dịp ăn Tết ha. Nay là cũng 26 Tết rồi, chúc cho anh em một năm mới vui vẻ nha. Cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của anh em nha, nhờ có anh em mới có động lực để mà làm á. Thật sự là lát cũng nghĩ là cũng một thời gian nữa là cũng khá là lâu thật sự, nhưng mà vì anh em hay kêu gọi nữa. Còn nếu mà anh em có thắc mắc gì thì anh em cứ để lại bình luận bên dưới nha, để mà thật sự là bình luận nào lát cũng đọc và lát cũng xem hết đó, nhưng mà lát chưa có thời gian để trả lời hết toàn bộ những cái comment của anh em, nên anh em cứ để đó đi. Khi vọng mà có một dịp nào đó hoặc là nó thuận tiện thì lát sẽ trả lời, cũng như là nó là một cái idea hay nào đó thì lát sẽ làm một cái clip về trong những cái chủ đề đó luôn. Rồi trong thời gian sắp tới nếu còn thời gian rảnh thì mình sẽ tiếp tục lập vlog, và trong thời này là mình đã dự tính mình làm bao nhiêu vlog rồi, cho nên anh em cứ yên tâm rồi, lần này là chắc chắn là sẽ ra vlog rất là đều trong mỗi tuần luôn. Mình hứa sẽ có thể là mỗi tuần là từ 1 đến 2 clip cho anh em. Nếu như những anh em nào mới mà lần đầu tiên xem vlog của lát thì nếu mà thấy hay thì anh em cứ để lại bình luận bên dưới nha, hay chê gì cũng được. Mọi đóng góp ý kiến của anh em đó chính là động lực để lát tiếp tục cố gắng hơn, cũng như là hoàn thiện cho cái vlog của mình nó hay hơn nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em trong những cái vlog mới nhất nha. Your bride.